Cô chào các em. Tiết toán hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm số bị chia. Các em hãy chuẩn bị vở nháp, sách toán 2, bút viết. Quan sát hình vẽ, em hãy ghi một phép nhân thích hợp. Ta có 3 nhân 2 bằng 6. Từ phép nhân này, em hãy viết một phép chia cho 2. Em có gì? 6 chia 2 bằng 3. Em hãy nhắc lại tên gọi các thành phần trong phép tính. 6 là số bị chia, 2 là số chia, 3 là thương. Giả sử số bị chia là 6 được ẩn đi dưới dạng một số chưa biết, được gọi là x, khi đó ta có x chia 2 bằng 3, trong đó x là số bị chia chưa biết, 2 là số chia, 3 là thương. Dựa vào mối quan hệ giữa nhân và chia, em ghi được cách tìm x. X bằng thương là 3, nhân với số chia là 2, x bằng 3 nhân 2 bằng 6. Cô vừa hướng dẫn các em tìm số bị chia chưa biết. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Các em hãy nhắc lại, muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Ta sang bài tập 1, tính nhẩm. Các em hãy nhẩm kết quả khi phép tính xuất hiện nhé. Các em hãy kiểm tra 6 chia 3 bằng 2, 3 nhân 2 bằng 6, 8 chia 2 bằng 4, thì 4 nhân 2 bằng 8, 12 chia 3 bằng 4, 4 nhân 3 bằng 12, 15 chia 3 bằng 5, 5 x 3 bằng 15. Ở bài tập 1, các em được luyện tập củng cố để thấy rõ hơn mối quan hệ giữa nhân và chia. Bài 2, tìm x. Các em hãy lấy vở nháp để thực hiện các bài tập này theo hướng dẫn của cô. X chia 2 bằng 5. Bước 1, xác định x. X là số bị chia chưa biết. Muốn tìm số bị chia, em hãy nhẩm lại cách tìm số bị chia đã học.
Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Bước 2. Ghi cách tìm x. X bằng thương là 5 nhân với số chia là 2. Bước 3. Ghi kết quả. X bằng 5 nhân 2 bằng 10. Tương tự, em hãy thực hiện. X chia 3 bằng 4. Các em kiểm tra. X bằng 4 nhân 3. X bằng 12. Tiếp tục. X chia 4 bằng 5. Các em kiểm tra. X bằng 5 nhân 4. X bằng 20. Ta vừa hoàn thành bài tập 2 tìm x. Về nhà các em nhớ làm thêm các dạng bài tìm x với x là số bị chia cho thật giỏi. Bài toán. Có một số kẹo chia đều cho 3 em. Mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo? Em hãy đọc lại đề bài và cho cô biết bài toán cho biết gì. Bài toán cho biết có 3 em được chia kẹo. Mỗi em được 5 chiếc kẹo. Ở đây em có thể hiểu, cô giáo chia cho mỗi em 5 chiếc kẹo và cô giáo đã chia cho 3 em như thế. Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi, có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo? Như vậy, muốn biết cô giáo đã chia tất cả bao nhiêu chiếc kẹo, ta thực hiện phép tính gì? Cô mời các em trình bày bài giải vào nhé. Thời gian làm bài 3 phút. Mời các em kiểm tra bài làm của mình. Lời giải. Số chiếc kẹo có tất cả là phép tính 5 nhân 3 bằng 15 chiếc kẹo. Đáp số 15 chiếc kẹo. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em giải bài toán liên quan đến phép nhân và phép chia. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Về nhà, các em hãy luyện tập thêm về tìm số bị chia cho vững. Chuẩn bị chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Cô xin chào các em, chúc các em học thật vui.